Mẹ rất nhớ con. Em thì đã mất rồi, thì thôi bây giờ con cũng về nhà để cho có mẹ có con, chứ giờ con đi mẹ nhớ lắm Dung ơi. Rất thương ha. Thương con nhưng mà nhà nghèo quá cho nên là cũng không lo lắng được cho các con. Dạ rồi, em xin phép chào chị gái nha. Dạ vâng, chị gái có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là chị gái tên là gì và đến từ đâu? Cháu tên Nguyễn Thị Ngọc Dung. Chị á? Chị tên Nguyễn Thị Hà. Chị Hà ha. Chị Hà đến từ đâu? Từ Đồng Nai. Chị nói lớn lên giúp em. Từ Đồng Nai. Dạ. Hôm nay chị Hà về đây nhờ giúp đỡ gì đây? Giúp đỡ tìm con. Tìm con ha. Con gái của chị Hà tên gì? Nguyễn Ngọc Dung. Nguyễn Ngọc Dung. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Năm nay 22 tuổi. 22 tuổi ha. Bỏ nhà đi lâu chưa chị? Bỏ nhà đi hôm mùng 8 tháng 3. Ồ, từ tháng 3 cơ ạ? Sao hôm nay chị, hôm nay là tháng 10 rồi, hôm nay chị mới về đây nhờ? Nhưng vì điều kiện của chị khó khăn lắm cho nên là chị không có đi được á. Mình không có tiền xe đi lại luôn hả? Không. Trời đất ơi, ở đây là anh em giúp miễn phí chị nha. Vậy là trong quá trình là Bảo là có hôm bữa đây mấy thì tháng rồi hả? mấy tháng mới hồi tháng 12 á Dạ. là thằng em của nó mất mất vì máy kéo á. Tháng 12 năm nào? Năm vừa rồi á, là hai năm nay 2003 phải không? Dạ. Đúng rồi, 2002. Là tháng 12 năm 2022. Đúng rồi. Cuối năm. Cuối năm em mất vào ngày 13 tháng 12. Dạ. Thế là nhà thì cũng đau buồn cho nên là con mất thì đâu có phải là bệnh bệnh mất thì chỉ không ấy, nhưng mà Dạ. bị máy kéo cắt hết hai tay, cắt hết Dạ. đầu em đi, Dạ. cho nên chị cũng đau buồn, chị đâu có đi được đâu. Vậy là con gái nhà mình đi tháng 3 của năm nào? Tháng 3 năm 2003. Ủa là sao? Ý là năm năm 2002 là thằng em mất. Rồi. Tháng 12, ngày 13 tháng 12 là em mất, thì tới mùng mùng 8 tháng 3 năm sau thì chị bỏ đi. Chị bảo đi nhưng mà chị nói là lý do là em mất mà không đi là không đi đâu. Ý là nó về, nó đi làm ở trên Biên Hòa về rồi. Dạ. Nhưng mà nó bảo bây giờ nó dịch vậy nó không đi, nó ở nhà thế thằng em đi làm đi đi đi, Dạ. đi xay cỏ bò ấy. Dạ. Thằng em bị Dạ. máy kéo xong rồi là cuối tháng 12 đó, là 13 tháng 12. Lúc mà nghe máy kéo Dạ. thì tưởng là em bị sơ sơ thôi. Rồi cái vấn đề nhạy cảm mình đừng nói nhá. Dạ. Là nói chung là con trai chị mất đúng không? Thằng Dạ. em thì 19 tuổi. Dạ. Bây giờ là tới tháng 3 của năm 2023 là bắt đầu là con gái nhà mình bỏ đi. Khi đi đấy là đi đâu chị biết không? Tại lúc đó là cô đi vào công ty cho nên là cô cũng không biết. Ở nhà thì cháu lấy cái xe 100 của cô cháu đi. Lúc đến trưa về cô thấy cuốn gói hết quần áo rồi cho nên cô cũng chẳng biết là cháu mặc bộ nào Vậy hết. là trước kia khi mà ở nhà, trước khi bỏ đi mùng 8 tháng 3 là con gái nhà mình làm nghề gì chị? Nó nằm nghề neo neo Làm trên mạng á. làm lại làm neo trên mạng hả? Ô làm trên làm online rồi có khách tới nhà mình làm hả? Đúng rồi đấy, Làm cho nhà mình hay làm cho người ta? làm cho người ta. Làm có được không? Bé làm chẳng biết có được không, cô cũng không hỏi, nhưng mà cứ thấy nó chăm chỉ nó làm trong phòng cho nên là đâu cô cũng đâu có hay hỏi cháu đâu. Chỉ có Dạ. cái là đến lúc bữa cơm cô nấu cơm cô kêu cháu ra ăn thôi. Dạ. Mình được mấy người con chị? Cô được bốn cháu. Bé này là con thứ mấy? Bố có bé này con đầu. Con đầu ha. Vậy rồi là ngày mùng 8 tháng 3 là bé ôm đồ bỏ đi. Có đem theo xe cộ tiền bạc gì không? Có một cái xe xe chăm xe quay alpha, Xe đấy của ai? xe của cô Dạ, biển số bao nhiêu chị nhớ không? không ở trong nhà chứ bây giờ cô không có nhớ biển số xe. Dạ. Vậy rồi là con gái bỏ đi rồi con gái có liên lạc về nhà không? Có hôm mùng 8 tháng 3 ấy, thì nó ship về cho cô một cái bánh kem 8 tháng 3 của năm năm bỏ 2003. đi rồi với ship về ạ. Bỏ đi rồi, cháu mới tới ngày mùng 8 tháng 3 cháu mới ship về cho cô. Cái cô với điện. Ủa là sao? Từ từ khoan chị. Con gái nhà mình bỏ đi hồi mùng 8 tháng 3 đúng không ạ? Đúng Ngày mùng 8 rồi. tháng 3 và cùng ngày đó luôn là con Cùng gái ngày đó. ship đồ về đúng không? Đúng. Rồi con gái vẫn vẫn đi nhưng mà vẫn nhớ cái ngày của mẹ, cái ngày quốc tế phụ nữ, Đúng rồi. vẫn gửi quà về tặng cho mẹ.
Con gái có viết gì không? Có nói gì không? Chỉ nói là con tặng mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui 8 tháng 3 vui vẻ thôi. Có nói là con đi đâu, con làm gì không? Không, cháu không có nói, nhưng mà cô điện. Cô điện mấy ngày sau cô điện bảo con đi làm gì? Nó bảo là con đi làm công ty sữa. Đi làm công ty sữa hả? Ừ. Công ty sữa ở đâu? Nó kêu là ở Độc Lập Bình Dương. Thế là cô cũng yên tâm rồi. Vài bữa sau cô điện nữa thì không điện được cháu. Dạ. Điện thoại thì vẫn đổ chuông. Từ bao lâu rồi là không liên lạc được cho con gái nhà mình? Nửa tháng sau cô điện không được nữa. Vậy là tầm đến hai mấy tháng 8, à hai mấy tháng 3 là không liên lạc được cho tới bây giờ luôn. Trời ơi, sự việc này mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Có trình báo rồi nhưng mà đưa lên xã 2 tháng rồi. Họ bảo chứ để từ từ rồi thì, kiếm chứ. Chị phải bình tĩnh chứ, công an phải làm rất nhiều việc mà. Nên mình phải thông cảm cái vấn đề đấy nhá. Vậy rồi trước cái ngày 8 tháng 3 con gái bỏ đi thì anh chị có la dầy gì con không? Không, ba mẹ hiền lắm, không bao giờ la dầy. Có nói nặng nói nhẹ gì không? Không. Có thấy con có buồn phiền gì, chuyện gì không? Nó cũng không có buồn gì, chỉ có cái em nó mất thì nó buồn thôi. Buồn chứ ha, còn... vậy là em mất là buồn ha. Nhà mình có điều kiện không? Không, nhà cũng chẳng có điều kiện, cũng hai ba mẹ cũng cứ đi nằm mướn nằm thuê để nó hay là con vì thôi. Vì con gái nhà mình là chị đầu chị hai trong gia đình nên đúng mà rồi. Thấy ba mẹ khổ quá, các em khổ quá nên đi làm. Thì cháu nó cũng có đi làm nhưng mà như cái vừa rồi á, lúc nó đi á thì cô cũng có nói là hôm mùng 7 tháng 8 hôm mùng 7 tháng 8 á, cô bảo về này, mùng 7 tháng 3 chứ. Cô mới bảo về này thôi con ạ, ở nhà đi, rồi là chủ nhật mẹ chở nên bác học neo trên đó. Cái cháu bảo dạ vậy thì chủ nhật mẹ chở con đi. Thế là cô đi làm công ty thứ ba, còn thứ bảy mùng 8 tháng 3 là vào thứ bảy thì thôi chủ nhật cô mới trở nên. Thì hôm mùng 8 tháng 3 cô đi làm, trưa cô đi làm về thì thấy con mất, cái mới hỏi ba nó anh ơi vậy con đi đâu vậy. Ông bảo chứ nó có nói với tao đâu, tao biết là con đi đâu. Ủa sao vợ chồng xưng hô mày tao luôn hả? Ý là ông xã ông ý ông già rồi ông xưng hô vậy á. À xưng hô với chị vậy hả? Bảo chứ anh đi tại sao anh không hỏi con là đi đâu. Anh không nói gì hết ý. Vậy là trong quá trình từ tháng 3, hôm nay là tháng 10, 7 tháng trời, hơn 7 tháng trời rồi, gia đình nhà mình có đi tìm con không? Có, nhưng mà cũng cứ bạn bè của cháu thì cũng không, chỉ có một đứa thôi, cho nên là cô cũng có sang nhờ đổi điện. Nhưng mà cháu nó bảo là cô ơi, cháu điện mà cũng đổ chuông nhưng mà Dung không bắt máy cô ơi. Chỉ có một bạn gái ấy thôi. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi ha? Cô 48. Chị 48, em ba mấy rồi nên mà xưng hô chị em được rồi. Cô thì mình còn trẻ mà ha. Vậy là bây giờ tới giờ phút này là không biết được tin tức con mình ở đâu ha. Thật sự rất buồn ha. Trên cái video này chị có điều gì, chị là một người mẹ, chị có điều gì muốn nhắn gửi tới con gái mình không? Gọi tên con ra nói cho con về đi. Có. Mời chị. Mẹ Nguyễn Thị Hà, mong con, mong con về. Mẹ rất nhớ con. Em thì đã mất rồi, thì thôi bây giờ con cũng về nhà để cho có mẹ có con, chứ giờ con đi mẹ nhớ lắm Dung ơi. Rất thương ha. Rất thương con, nhưng mà nhà nghèo quá cho nên là cũng không lo lắng được cho các con. Em hỏi thật này, chị gia đình biết đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải lâu chưa hay là mới biết? Chị mới biết ở trên mạng, chị coi trên cái điện thoại á. Mới biết đây đúng không? Nếu mà biết từ lâu là chị lên đây rồi đúng không? Chứ không phải vì điều kiện kinh tế thiếu thốn đến mức độ mà không có tiền xe để đi đúng không? Như chị nói đúng không? Bởi vì ở đây anh em giúp miễn phí mà, đâu có mất tiền gì đâu. Từ xe từ Đồng Nai lên đây thì chị đi hôm nay là bao tiền? Chị trả cho họ một ngày công đó. Một ngày công là bao nhiêu? Ngày công 300, bình thường là 300. Nhưng cái ông này ông đi xây á, là ngày của ông là 500. Trả 500? Ô mắc gì mình phải trả như vậy? Ý là mình... Chị là chị ở đâu hiện tại? Chị là ở dưới Đồng Nai. Đồng Nai ở khúc nào? Tổ 3 ấp 1 xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc. À Xuân Lộc à, Xuân Lộc lên đây cũng xa ha. Xa. Xa. Với lại ở trong hẻm nữa cho nên là em tưởng là nếu mà ở Biên Hòa mà trả 500 là cao quá. Không, ở Biên Hòa thì có chị gái ở đấy. À dạ dạ dạ.
Rất buồn, bây giờ gia đình rất buồn. Hôm nay chị về đây chị có hy vọng rằng sẽ tìm được con gái mình không? Có hy vọng, hy vọng gặp anh được chị sẽ... Chị sợ nhất con gái nhà mình trong những ngày tháng qua sẽ gặp điều gì? Chị sợ là cháu sẽ gặp những cái người mà họ lừa cháu đi nơi bảo là làm nhiều tiền mà không thấy nhiều tiền, mà lại lừa cháu đi làm những cái chuyện không đáng có, không đáng dính vào. Gọi là những cái công việc nhạy cảm. Vâng. Trong thời gian vừa qua chị có xem về vấn đề việc nhẹ lương cao không? Có. Có ha. Đặc biệt con gái nhà mình là con gái này, em rất sợ, bây giờ em rất lo lắng rằng con gái nhà mình sợ rằng bị các đối tượng xấu rủ rê ép buộc khống chế. Đúng, làm những đó. Công việc nhạy cảm. Em thì bây giờ em đang thiên về con gái nhà mình là làm những công việc nhạy cảm hơn. Có khả năng tới giờ phút này con gái nhà mình đã bị các đối tượng đưa vào các động hoặc các quán cà phê. Đúng. Trường hợp có thể xảy ra. Mà bây giờ con gái rất muốn về nhà, tiếc rằng là không có cách nào để về. Nhưng mà rất hy vọng rằng con gái nếu có xem được video này, thấy mẹ của con về đây nhờ các chú của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đi tìm con, thì hy vọng rằng con hãy nhanh chóng quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Còn nếu như cái trường hợp mà con đang bị khống chế ép buộc làm những công việc nhạy cảm vi phạm pháp luật, thì con hãy nhanh chóng, thứ nhất là con gọi cho đường dây nóng của công an, cái thứ hai là con gọi về số của các anh các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương qua số điện thoại 0913785858 để các anh các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải có cách có hướng để đưa con về. Thì cái sự việc của chị thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận chị nha, chị cứ yên tâm nha. Rất hy vọng rằng cái video này khi mà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải lên, rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ, để hy vọng một ngày gần nhất gia đình được đoàn tụ bên nhau. Thì nếu cô chú anh chị mà có thấy bé gái như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp như đứa bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì toàn bộ câu chuyện sự việc chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ đúng như sự thật luôn. Nếu sai? Nếu sai tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trước pháp luật. Dạ. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Đồng ý. Cuối video này em biết nói gì hơn, biết chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và sớm nhận tin vui là con gái sẽ quay trở về chị nhá. Cảm ơn. Và qua cái sự việc, qua câu chuyện của gia đình nhà chị thì em hy vọng rằng tất cả các bậc làm cha làm mẹ hãy quan tâm các con nhiều hơn, hãy dành thời gian cho các con nhiều hơn, hiểu được tâm lý của con cần gì muốn gì, và hãy đặc biệt rằng kịp thời ngăn chặn cũng như là truyền thông về vấn đề việc nhẹ lương cao để cho các em nhìn nhận thấu hiểu để mà cảnh giác hơn nữa. Dạ em xin cuối video em xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào anh các chị trong đội hiệp sĩ. Linh ơi, mẹ bữa nay mẹ con đi mấy bữa nay con không liên lạc vậy với mẹ đó, vợ con ở đâu á, con đi về gấp thì cha mẹ chồng con lắm đó, con đừng nghe lời ta đi, cha mẹ ở nhà chồng con mấy ngày nay rồi, con có thấy con về sớm hay không? Dạ rồi em xin phép chào hai vợ chồng anh chị nha. Dạ vâng, hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết hai vợ chồng anh chị tên là gì và đến từ đâu? Em từ ở Kiên Giang lên Bình Dương. Em tìm con em Đoàn Quang Linh, em là Đoàn Quang Bình. Dạ, còn chị gái? Em là mẹ của Đoàn Quang Linh, Trần Thị Sương, lên đây tìm con. Dạ. Con em nó bỏ đi hồi bữa 22 tháng 10 á. Tới dạ. Nay không có liên lạc gì được hết trơn. Hôm nay là hai vợ chồng anh chị là từ ở dưới quê Kiên Giang hay là sao? Em làm ở kia ở Bình Dương này ở luôn. Ở Bình Dương ha. Dạ. Rồi con em nó cũng lên Bình Dương nó làm, dạ. Nó vô công ty nó làm được đâu. Dạ. Một tuần rồi cái nó bị tai nạn máy dập, nó bị dạ. Dập hai ngón tay. Dạ. Cái bữa 22 sáng 22 đâu em mới kêu nó đi là vô bệnh viện rửa tay đi. Dạ. Rồi cái rửa rồi cái nó mới đi về. Dạ. Đi về rồi không biết rồi bạn nó mà nằm nó bấm điện thoại đó, rồi bạn nó nhắn tin với nó đó, em cũng không biết nữa. Cái đó đầu nó đi đâu khoảng 11 12 giờ trưa vậy đó. Rồi nó đi, cái em bị bữa đó em mệt quá em mới vô nhà em ngủ, nó dạ. Nằm ở ngoài. Cái nó đi em hay cái em mới giật mình thức dậy á, là lúc đó đâu cũng khoảng 12 giờ mấy rồi, cái em không thấy nó, em mới điện. Em tính thôi đem điện thoại theo, em điện mà nó cái điện thoại nó bỏ ở nhà. Rồi nó đi rồi em không biết là em giờ em không liên lạc nó được luôn. Nó đi nó xách chiếc xe đi. Nó đi chỉ có mình, nó đi là không có giấy tờ xe gì hết trơn á, chỉ có căn cước của nó thôi. Dạ.
con trai nhà mình đi 12 giờ đêm hay 12 giờ? 12 giờ trưa ngày 22. 12 giờ trưa ha. Vậy là trước đó là con trai nhà mình làm công ty nhưng mà gọi là bị tai nạn nghề nghiệp. Dạ. Đúng không ạ? Nó bị tai nạn. Và sau đó thì con trai có lên mạng và có nhắn tin một bạn nào đó. Một bạn bạn trai của nó. À. Rồi bạn trai nó nhắn tin á là rủ nó đi chơi. Dạ. Rồi cái nó mới trả lời tin á là nó nói là cha với mẹ đang ở nhà. Cái nó cũng thằng cái bạn của nó nó mới nói kêu con em là nói với cha nói là đi ra ngoài uống cà phê hay là mua cái gì đó. Dạ. Đó em chỉ đọc được bao nhiêu đó thôi. Là cho em hỏi một cái điều này rất tế nhị là con trai nhà mình là thích con gái hay con trai? Nó chơi với bạn trai không à. Trước giờ là con trai nhà mình có người yêu không? Em cũng không biết nữa tại vì nó không có về, dắt về nhà hay là gì hết trơn. Nhưng mà theo như chị là người mẹ này mình quan sát con mình thấy được cái giới tính của con nhà mình như thế nào? Con em á thì nó chơi với bạn á thì nó chơi bạn trai nhưng mà nó cũng quen bạn gái nhưng mà nó về nó nói hoài à, em mới nói cha nó mới nói là thôi con có quen ai á thì con dắt bạn con về đi. Yeah. Rồi đặng cho cha biết có gì mà con thương ai á thì cha để cha cứu cho. Yeah. Rồi nó mới nói con em nó mới nói là con người ta đang làm nói thì đang làm thì miễn mà con thương á thì con dắt về nhà đi cho cha với mẹ biết. Yeah. Nó nói với em bao nhiêu thôi chứ nào giờ nó chưa dắt bạn gái về ha. Dắt bạn gái về. Còn bạn trai thì rất nhiều. Bạn trai nó cũng không có dắt về nhà luôn, nó chỉ là hẹn đi chơi thôi chứ nó cũng không có dắt bạn nó về nhà luôn. Dạ. Yeah. Vậy giờ là con trai bỏ đi từ ngày 22. Dạ. Trước giờ là con trai nhà mình làm ở công ty có yên ổn không, có được lâu dài không? Nó hồi lúc trước hồi đầu năm á thì nó có lên trên đây nó làm công ty nhưng mà nó làm được mấy tháng rồi cái nó nghỉ tới tháng 2 vừa rồi, tháng 2 đầu năm á. Dạ. Là nó về nó đám ma của ông ngoại nó. Dạ. Rồi nó ở dưới quê luôn, nó. Dạ. Mới đi ghe được mấy tháng rồi nó mới vô cái nó nói với em á là nó lên Long An nó làm với cậu nó. Dạ. Đi lên trên Long An đâu được một tuần gì đó cái không có sợ làm cái nó mới điện em nó nói mẹ ơi con lên trên mẹ với cha con làm công ty nghe. Dạ. Cái em mới thấy hỏi sao con không đi ghe nữa nó nói thôi con không đi ghe đâu cái thấy con vậy sợ đi ghe nó cũng cực đi. Dạ. Cái em mới kêu nó thôi con muốn đi lên làm công ty á thì con về dưới quê làm hồ sơ đi cái nó mới về quê làm hồ sơ. Nó vô công ty ở bên khu 1, công ty Chi On, công ty giày á là vô hồi bữa 10 tay, nó làm được một tuần. Cái. Yeah. Nó bị tai nạn lao động á. Dạ. Yeah. Rồi nó mới nghỉ, công ty vô nghỉ đặng mà cái tay cho nó lành á. Dạ. Yeah. Rồi nó nghỉ rồi nó nhà rồi đi. Con. Dạ. Trai nhà mình cũng hoan không? Nói chung á, ở nhà thì nó cũng không có hỗn hào hay là gì hết trơn, còn ra đường á thì em không biết. Có nhậu nhẹt không? Nó ra đường thì nó nhậu, ở nhà nó không có nhậu. Có thuốc men không? Nó hút thuốc luôn. Có chơi xe không? Nó cũng chạy xe nhưng mà ra đường em không biết nó có đua xe hay là chơi gì không thì em không có rành tại vì nó đi không à. Khi con trai nhà mình đi là đi xe gì đi? Đi xe Winner, gì? Winner X hả? Xe đấy là của ai? Xe của nhà. Là mua cho con trai nhà mình hay sao? Mua cho con nhưng mà cha nó đứng tên. À, biển số bao nhiêu anh trai nhớ không? Năm. Anh nói lớn lên giúp em nào. Quên bản số. Rồi tí nào bổ sung sao cho em cũng được. Xe là màu gì anh ha? Màu đỏ đô. Màu đỏ đô. Mình là Kiên Giang. Dạ. Yeah. Kiên Giang, biển số của tỉnh Kiên Giang là 68. 68. Dạ. 68M1. 68M1. Dạ. Vậy là từ bữa tới giờ là có liên lạc được với con không? Không, nó không có đem điện thoại. Nó không cầm điện thoại theo luôn. Nó bỏ điện thoại ở nhà. Trước khi đi con có để lại thư từ gì không? Dạ không. Không để lại thư từ gì ha? Không nhắn gửi gì hết trơn luôn. Không luôn. Theo như anh chị này, anh chị đang sợ nhất con mình sẽ gặp điều gì? Em sợ là anh ta dụ dỗ nó bán ở bên Campuchia, không có tiền mình chuột thôi. Với em sợ nó cái tai nó bị tai nạn vậy đó, em sợ nó lái xe không biết có chuyện gì hay không. Giờ em cũng nhờ trên cộng đồng mạng với mấy anh nó tìm con em về giúp. Trong thời gian vừa qua gia đình nhà mình có nghe về vấn đề việc nhẹ lương cao chưa? Dạ đó, em cũng nghe hoài bởi vì em mới sợ. Bởi vì em mới sợ, vừa sợ cái đó mà vừa sợ điều khác nữa. Mình có truyền thông cho con mình biết không? Mình có nói cho con biết không? Có, cũng nói sợ đỏ đẻ cho nó nghe hoài. Nói nó sao cái chuyện nó bán vào bên miên rồi đó. Mình đây nghèo khổ không có tiền đâu mà chuột đâu đó. Còn rất đừng nhiều. Đừng có gia cho trong đó. Rất nhiều các em thanh thiếu niên đã bị đó. Sập bẫy của các đối tượng việc nhẹ lương cao và bị lừa bán qua Campuchia rất nhiều. Đó em cũng nghe vậy đó. Và mà mình thỏa thẻ cho con mà không biết con nó có nghe mình nói không hay là nó chỉ nghe lời bạn bè nó thôi mình không hiểu.
Bởi vì là tới giờ phút này chắc anh chị chưa biết được các chiêu trò của bọn chúng nó lừa qua Cam như thế nào đâu, đúng không ạ? Em không biết. Tiện thể thì nhân tiện cái câu chuyện của gia đình nhà mình thì em cũng phổ biến một số điều cơ bản cho anh chị cũng như cho tất cả các bậc phụ huynh làm cha làm mẹ trên cộng đồng mạng được biết. Tức là hình thức của nó sẽ đưa ra trên mạng á, là vào các trang tìm việc làm việc nhẹ lương cao á, chúng sẽ đưa ra cái phúc lợi rất là cao. Qua đấy là có thể là làm game bấm máy tính, tháng một tháng thì có thể là 1-2 ngàn đô, 3 ngàn đô, việc thì nhẹ lương cao, làm trong phòng mát, nên mà các em kiểu là thấy là thích thú và dễ bị sập bẫy ham muốn. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai của bọn chúng lừa tiếp theo là khi mà những người mà Việt Nam mà bị lừa bán qua đấy rồi, chúng sẽ ép công việc, đó là chính cái người đấy sẽ lừa lại những người bạn đang còn ở Việt Nam để qua. Đó, hình thức ví dụ bây giờ em ví dụ ha, ví dụ như chị bị lừa qua Campuchia rồi thì bọn chúng sẽ bắt chị là lừa bạn của chị, là những người bạn thân của chị á, thì chị sẽ bắt chị là nhắn tin trên Facebook hoặc Zalo hoặc một cách nào đó liên hệ là nói là qua đây làm đó, bởi vì là chị đã qua đây rồi thì nó sẽ bắt chị là nói là qua đây làm sướng lắm, nhẹ lắm, bây giờ là tao làm ở đây là 1 tháng 2-3 ngàn đô, mấy chục triệu lận, mày qua đây làm đi, thì tất nhiên là cái người bạn của chị sẽ tin chị và sẽ sập bẫy. Em cũng sợ đó là cái hình thức, nó là như vậy. Con cái mình nói sợ nó không nghe, nó nghe lời bạn bè nó không thì nó không, không không bây giờ không biết nó ở đâu luôn, nhưng mà rất hy vọng nó, thì vợ tay nó đâu rửa đâu được, mới mấy ngày à. Dạ. Thì công ty nó cho nghỉ đâu 5 ngày đó mà mới rửa mấy ngày rồi nghe lời bạn bè đi luôn. Nhưng mà rất hy vọng rằng là cái câu chuyện này không riêng về gia đình nhà mình mà tất cả các bậc làm cha làm mẹ hãy quan tâm, hãy truyền đạt, hãy cảnh giác cho con để con đỡ sập bẫy. Em thấy nhiều gia đình khổ lắm, bây giờ con mà bị lừa qua Campuchia, nhiều gia đình còn cái gì nữa đâu mà bán. Nhiều người thì bán nhà, có nhà thì bán thì còn đỡ, có bò, có đất bán còn đỡ. Nhiều nhà không có phải đi chạy vậy, cứu con, vay tiền nóng cứu con, thật sự rất khổ. Rất thương những hoàn cảnh đấy, vô cùng luôn. Con thì toàn là con báo không, báo đời á. Bây giờ nhờ cộng đồng mạng, giờ thấy nó đâu rồi thì dìu dắt cho nó về thôi, để thôi nó nghe lời người ta, sợ mình sợ nó báo. Trên cái video này này, trên cái video này anh có điều gì anh tâm sự thẳng thắn với con mình, nói để con mình hiểu, để con mình đang ở đâu đó sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình, tránh trường hợp con nhà mình bị các đối tượng rủ dê hoặc là lừa đảo bán qua Campuchia. Xin mời anh trai mình lên tiếng đi, ba nói đi, nói cho con về. Không biết nói gì hơn thì... em nhờ cái cộng đồng mạng giúp giùm em gì thôi, chứ em cũng không biết thiên nó làm sao giờ nữa. Thì nói con là con giờ, về bây giờ con đi đâu đó con về đi, chứ để em thôi bị bè bạn lường gạt con nó mất công. Qua đấy rồi là thấy cảnh luôn, qua đấy là gọi là nước mắt chăn cơm, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Qua bên Campuchia nghe lời bạn bè đó, cám bán qua bên đó thì cha cũng không có tiền đâu cho chuộc nổi, nhà thì nghèo tiền đâu mà chuộc, bên đó nó sống nó đâu có tình người đâu, bên đấy nó vì tiền thôi. Nè mẹ nói với con đi để cho con về nào, gọi tên con ra. Linh ơi, mẹ con đi mấy bữa nay con không liên lạc vậy với mẹ đó, vợ con ở đâu á, con đi về gấp thì cha mẹ chồng con lắm đó, con đừng nghe lời ta đi, cha mẹ nhà chồng con mấy ngày nay rồi, con có thấy con về sớm sớm hay không? Gia đình rất lo cho con, rất thương con. Nhà mình được mấy người con? Dạ em 3 đứa. Em này là con thứ mấy? Con đầu luôn á. Con đầu ha, anh dạ. Hai ha. Dạ. Hay là vì điều kiện khổ quá nên anh Hai lại suy nghĩ muốn đi làm có tiền cho ba mẹ? Nó hổng gài ấy, tới giờ nó nói là nó muốn đi ra ngoài nó tự lập. Nhưng mà em thấy nó đi gần nó ở nhà nói vậy chứ em thấy nó yếu đuối lắm, nó dễ cái tin người lắm. Em mới nói thôi con ở nhà với mẹ đi, con làm á, chỉ con sáng con đi làm đi về nhà mẹ lo cho con rồi. Chứ con đi ra ngoài mẹ thấy con sống ở ngoài sợ vất vả con. Con khuyên con vậy đó mà nó không chịu nghe. Khuyên đủ điều rồi dạ. Mà con vẫn cứng đầu bỏ ngoài tai, biết sao giờ. Thấy con đi ghe cũng thấy con cực khổ, muốn cho con nó làm, lên làm được có mấy ngày tuần lễ bỏ đi nữa. Cha mẹ nào mà không thương con, luôn mong muốn cho các con là có cái điều tốt nhất. Nhưng rất lấy làm tiếc, tuổi trẻ bây giờ thật sự nhiều em rất cứng đầu, thật rất buồn. Cái sự việc của chị, anh chị thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đã ghi nhận nhá, sẽ cố gắng hết sức để đăng tải thông tin cũng như đi tìm kiếm về tin tức con trai nhà mình. Hy vọng rằng em trai xem được video này, thấy ba mẹ của em về đây nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm em, thì hy vọng rằng em nhanh chóng quay trở về
để đoàn tụ cùng với lại gia đình. Trường hợp mà em đang ham chơi ham vui hoặc em đang còn đi làm đâu đó thì em phải nhanh chóng gọi điện về. Nếu chưa về được thì em gọi điện về em báo tin để cho ba mẹ yên tâm. Không có điện thoại thì em mượn điện thoại. Còn trường hợp xấu mà xảy ra mà em đã bị sập bẫy hoặc là vì tin bạn tin bè mà bị bạn bè lừa bán qua Campuchia thì em phải thật bình tĩnh và em phải tìm đủ mọi cách để em liên lạc về với lại anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải qua số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải có cách có hướng để giúp đỡ em. Cái trường hợp gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an ở nơi mình tạm trú chưa? Dạ chưa. Về mình trình báo đi nhá. Dạ. Về trình báo bên cơ quan chức năng mình tạm trú nhá, để nhờ bên cơ quan chức năng giúp đỡ nhá. Dạ. Nếu mà trường hợp mà xấu xảy ra thì nhờ bên cơ quan chức năng giúp đỡ nhá. Dạ. Chứ mình nhờ mình không trình báo thì đâu có được. Mình phải tuân thủ luật pháp đi nhá. Dạ. Hôm qua mất đi làm ấy, rồi ở nhà kêu vợ đi trình báo rồi nó đi mặn cả đêm về cái ngủ quên. Trình báo đi, xong nay về mình trình báo đi nhá. Và cái đặc biệt rằng là những cái câu chuyện mà vấn đề là phụ huynh đi tìm con ngày càng diễn ra rất nhiều. Một ngày anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải ghi nhận rất nhiều vụ về tình trạng các bậc phụ huynh đi tìm con. Hy vọng rằng qua những cái câu chuyện, những cái video, những bậc làm cha làm mẹ về đây tìm con thì rất mong rằng tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh, hãy quan tâm các con nhiều, hiểu tâm lý của các con và hãy chia sẻ truyền thông cho các con biết về cái vấn đề mà việc nhẹ lương cao hiện nay xảy ra rất nhiều. Thật sự thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải không mong muốn các em gọi là sập bẫy của những đối tượng để rồi gia đình phải chịu nhiều gọi là nỗi đau. Nỗi đau thì vì con đi qua đấy rồi người thì kinh tế không có để phải bán này bán kia để mà chuộc con, thật sự đó là điều rất là buồn. Và hy vọng rằng các bậc bổn phận làm con hãy xem để mà cảnh giác, để thấu hiểu, để đừng gây ra gọi là một cái điều gì đó để cho cha mẹ phải buồn. Thật sự rất buồn. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện tiếp tục nữa anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải ghi nhận trong ngày hôm nay. Thì đó là một câu chuyện của hai vợ chồng quê hương ở Kiên Giang, hiện tại đang tạm trú ở Bình Dương, về đây nhờ anh em đi tìm con. Thì rất hy vọng rằng tất cả cô chú anh chị xem video này hãy chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ để hy vọng rằng một ngày gần nhất con trai của anh chị sẽ về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì nếu cô chú anh chị có thấy con trai của anh chị trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về biết số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp cũng như là đưa em trai sớm quay trở về đoàn tụ với lại gia đình. Thì toàn bộ sự việc hai vợ chồng anh chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Dạ đúng ạ. Nếu sai trai là hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ha. Dạ. Hai vợ chồng anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đăng tải video thông tin câu chuyện của gia đình nhà mình ngày hôm nay lên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ, dạ cho. Đồng ý ha. Dạ. Cuối video này thì em không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhận tin vui là con trai sẽ quay trở về một ngày gần nhất nhá. Dạ. Em cũng cảm ơn bên đội anh Nguyễn Văn Hải. Dạ. Rất nhiều. Dạ. Dạ cũng nhờ coi trên các cộng đồng mạng nhớ có thấy con em á, chẳng con em về giùm. Dạ. Ở đây là anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nha. Dạ. Dạ nên gia đình nhà mình cứ yên tâm nha. Anh em sẽ cố gắng hết sức nha. Dạ, dạ rồi, cuối video này thì em cũng thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như là thay mặt hai vợ chồng anh chị gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi cũng như là chia sẻ giúp đỡ tìm kiếm thông tin về con trai của anh chị. Em xin chào. Dạ. Cô chú anh chị và hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Dạ rồi, em xin chào chị gái ha. Chị cho em hỏi mình tên là gì, mình đến từ đâu? Chị tên là Lê Thu Hằng, ở Bạc Liêu. Chị đến ở từ Bạc Liêu đúng không? Dạ rồi, hôm nay chị đến đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp mình vụ việc gì? Tìm nhỏ gái giùm. Tìm con ha. Tìm con mình là phải người chị cầm trên tay tấm hình không? Dạ đúng. Dạ rồi, con của mình tên họ là gì, bao nhiêu tuổi rồi? Đặng Quỳnh Như, 17 tuổi. Đặng Quỳnh Như, 17 tuổi ha. Rồi vì sao hôm nay mình đến đây tìm con, em xin mời chị nói rõ chi tiết cho bà con cô bác cộng đồng mạng nghe ha. Ngày hôm qua không biết con chắc tối tự nhiên nó nói mẹ ơi, mẹ con cho mẹ 50.000, mẹ cho con xin lại 3.000. Con đi trả tiền xe bông cho người ta. Rồi từ đó con đi mất tiêu, liền bại con không được cái gì con được hết trơn. Con của mình đi học hay là đi làm chị? Đi làm. Đi làm hả? Năm nay 17 tuổi, bé nghỉ học lâu chưa? Nghỉ lâu rồi, cha mẹ nghỉ lâu rồi. Đi làm tiếp mẹ không, ngày nào ở không hết.
Đi làm là mình có làm chung không? Đi bằng hồ con chị ở nhà chứ giữ đây em bé. À, là chị làm hồ. Ờ, con gái mình làm ở công ty nào? Bằng hồ. Hả? Bằng hồ luôn. Làm bằng hồ luôn. Rồi bé mới 17 tuổi làm hồ làm nổi không? Nổi. Ừ. Em nghèo quá rồi mất nuôi anh, thằng anh chết mất xin về bị mù nữa. Mình có mấy người con? Ba người con. Mình có ba người con. Thằng lớn thì chết vắc xin mù đang trị bệnh. Trời ơi, là chết vắc xin hả chị? Nó bị sốc thuốc hả? 6 ngày về là nó không thấy đường rồi, nhà nước trợ được 4 triệu. Trời chị ơi. Không biết gì hết. Là mình chết vắc xin ở đâu? Ở quận 2, cầu Dòng Tương Tố. Tư nhân hay là trung tâm nhà nước? À, nhà nước. Chích vaccine hôm đó là mình chích vaccine gì? Trung Quốc. Dạ. À, đợt dịch Covid đó hả? Ừ. Là mình chích vaccine đợt Covid đúng không? Đúng. Là sau mấy ngày là con... 6 ngày sau. 6 ngày sau là nó tự nhiên kêu con không thấy đường nữa. Không thấy được. Trời ơi. Là con trai mình đó bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? 24 tuổi. 24 tuổi là nay bị mấy năm rồi chị? Hồi bị dịch tới giờ đó, 2 năm mấy ba. Rồi mình có tìm phương hướng nào điều trị rồi, được lúc không? Lúc đó là nó không thấy gì và toàn tất cả luôn. Sao lại nhà thương lên nói làm nó mù vĩnh viễn. Trời ơi, đã nhờ không có cách nào. Nói là lên chỗ này nước đó mấy công an nó mới hỏi là thôi nhờ mấy chú mấy anh mời kêu mình cũng đừng ăn tiếp con chỉ bệnh chùm rồi nhận nước xuống tới 4 triệu sao ấy, nói là có gì điện lần cho chục ký ông nhưng ký thịt phải thấy ngại quá lên từ hai mẹ con nó còn hơi gán bằng tiếp mẹ chị bệnh cho đi hết mù đi con hả lấy chồng mấy khổ lắm chị bỏ hình hấp xuống mới giúp em ha. Dạ. Rồi là bây giờ con trai lớn đó là con trai lớn nhất đúng không? Con trai lớn mà lúc chị cũng có bệnh nó bị lúc chị nhổ răng người chị bị dịch cứu hận như là đức cứu hận này người thương cho chị biết nữa. Sao trời đó chị còn giờ còn đang vắng hoài trong bệnh chị không có được khỏe chị là, lắm là mình có tổng cộng 3 người con. Trai lớn hiện tại là bà đã mù rồi đúng không? Đúng. Rồi con gái này đi theo chị làm hồ. Đúng. Rồi bỗng nhiên thằng này nè. Ừ. Rồi mình dẫn hai đứa đi luôn hả? Ừ. Bây giờ thì nuôi con. Con trai bé nhỏ này là còn đi học không? Chị khổ quá không có cho đi học. Là cho nghỉ học luôn rồi. Chị cho nghỉ học luôn. Chị cho em hỏi là ba của mấy bé này đâu? Chị có tầm trước chị thôi rồi. À. Nên chị thôi lúc đó bé còn nhỏ chị ở với chồng sau này được con chị chồng sau này chị được 12 năm rồi mới đẻ thằng này là ba đứa hai chồng đúng không? Ừ. Bé cuối cùng là đứa con mới đây nhất ha. Ừ. Rồi con mình mất tích bây giờ hiện tại là chưa được 24 giờ mình đã trình báo cơ quan chức năng chưa? Dạ có mình báo rồi ha. Ừ. Rồi mình có thử tìm mối quan hệ của bạn bè của con mình không chưa? Có bạn bè ở trên này hồi còn đó người dân không mà. Dạ. Nói giờ bạn con gái mình có dẫn bạn bè về chưa? Dạ không. Con mình có sử dụng điện thoại smartphone không? Có sạc điện thoại. Khi đi làm về thì con mình có thường sử dụng điện thoại không? Cũng ít lắm. Ít lắm mà. Có lên mạng chơi bài gì không? Không biết nữa. Thì trước khi mất tích thì con gái mình có tâm sự chị là muốn đi làm xa kiếm tiền hay làm gì không? Dạ không. Không có gì hết. Ừ. Rồi khi đi là con mình đem theo những tài sản gì? Không có, nghèo quá không? Tài sản chị hết. Không có đem gì hết đó, luôn. Hôm qua đó là chị thấy nó mua cái cặp định có 2 bộ đồ. Chị hỏi là con ơi con muốn lại chi vậy? Chị thấy cũng hơi kỳ kỳ. À. Nó bảo là mẹ ơi con mua chơi à, rồi con mua gì vậy nó bảo là 100 ngàn mẹ là trước khi mất tích là chị thấy con mình đi mua cái cặp bỏ vô 2 bộ đồ vô chị đồ thôi chứ chị không thấy rồi à. Sao á là tối á chị thấy lâu quá con không về chị mới coi camera là thấy con đồ cái gì sau lưng chị lên thì mới tiêu cái cặp rồi mình có thấy lên xe cùng ai không? Dạ không. Không thấy gì hết.
Trời ơi. Rồi một lần nữa chị nói rõ họ tên là tuổi con mình giúp em ha. Con về Đặng Quỳnh Như. Tên là Đặng Quỳnh Như, 17 tuổi, sinh ngày mấy tháng mấy? Ngày 12 tháng 5. 12 tháng 5. 2000 mấy? Cái gì sao á? Dạ, sao? Dạ rồi, một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng cùng chung tay giúp sức cho anh em đội hiệp sĩ Quỹ Anh Hải Bình Dương để lan tỏa video này, tìm giúp bé gái trong hình này giúp em. Như thông tin của chị chia sẻ nãy giờ thì gia đình chị cũng rất là khó khăn. Trước đó thì đợt dịch thì người con trai lớn đi tiêm vaccine dài không may có sốc thuốc và đã bị mù đôi mắt. Hiện tại thì ở nhà không có làm được việc gì. Còn đứa con gái và đứa bé trai đây theo chị đi làm hồ, không biết vì lý do gì đó mà tự nhiên con chị mua cái cặp là chứa 1-2 bộ đồ đó bỏ đi từ hôm qua đến bây giờ, không còn liên lạc được nữa. Nên một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng, nếu như ai thấy được bé gái trong hình này ở đâu, xin liên hệ trực tiếp cho anh em đội hiệp sĩ Quỹ Anh Hải. Số điện thoại là 0913785858. Để đội hiệp sĩ Quỹ Anh Hải có thể đến giúp phiên em cũng như đưa em về đoàn tụ với gia đình. Còn nếu như em gái em đang làm ở đâu đó hay là em đang đi cùng ai đó thì hãy nhanh chóng gọi điện cũng như là quay về với mẹ mình, vì mẹ hiện tại cũng rất là khổ, rất là nhớ bé. Ở nhà còn anh không thấy đường, còn một đứa em rất là nhỏ nữa, nên em muốn kiếm tiền hay vấn đề đó thì cũng kiếm gần nhà, cũng gần mẹ mình để phụ giúp mẹ mình lo cho đứa em và một người anh không thấy đường. Chứ em đi từ xa, em đi đâu không biết, bị lừa hay là bị bán hay đang làm gì đó, em bỏ lại người anh cũng như là mẹ và đứa em mình đang bơ vơ rất là nhiều. Còn em đang gặp khó khăn nào hay đang bị giam giữ ở đâu đó thì em hãy nhờ ai đó gọi được tiếp cho anh em đội hiệp sĩ Quỹ Anh Hải. Số điện thoại là 0913785858. Đội hiệp sĩ Quỹ Anh Hải sẽ đến giúp em về đoàn tụ với gia đình. Còn em xin nhấn mạnh là một lần, bé gái hiện tại chỉ mới 16-17 tuổi đầu thôi, hiện tại còn dưới quyền kiểm soát của cha mẹ. Hiện tại mẹ cũng đã đưa đơn ra cơ quan chức năng là con mình mất tích như thế nào rồi. Ai đang ở cùng bé, ai đang đi cùng bé, ở cùng bé, hãy nhanh chóng thả bé về cũng như là gọi điện cho người nhà đến rước, nếu như không muốn dính líu đến pháp luật. Còn không, đội hiệp sĩ Quỹ Anh Hải sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng đi tìm đến, khi mà đến tại chỗ bắt được rồi thì mình không còn cơ hội để xin lỗi nữa ha. Đó là tội giam giữ người trái pháp luật cũng như là bắt cóc gì đó em không biết, nhưng mà đã qua 24 tiếng thì đội hiệp sĩ Quỹ Anh Hải sẽ tung quân để đi tìm. Lúc đó mình không còn cơ hội để xin lỗi hay xin tha nữa, thì hãy nhanh chóng thả bé dài, còn không thì gọi điện trực tiếp cho anh em đội hiệp sĩ Quỹ Anh Hải hoặc người nhà bé đến rước bé dài, nếu như không muốn bốc 5-7 cuốn lịch ha. Rồi chị gái còn đôi lời là muốn gửi đến, chia sẻ đến con mình không chị? Như nói vậy, mẹ nhớ con lắm, mẹ không biết con ở đâu. Con mà đi rồi chắc mẹ chết rồi con ơi. Sáng đêm nay mẹ không có ngủ được, mẹ nhức đầu lắm, mẹ bệnh trong mình nhiều lắm, mẹ giấu con, mẹ không dám nói gì hết. Sợ con buồn, con về với mẹ đi. Thì mày vui gì đó, trong lòng buồn lắm, sợ nói cả con gánh lận. Con về với mẹ đi, mẹ tha thứ cho con hết trơn luôn. Mẹ không đánh con một bậc tại nào đó, giờ mẹ thương con cỡ nào. Nhưng về với mẹ đi, mẹ về mẹ không đánh con một bậc tại nữa. Dù con về không về cũng điện cho mẹ. Trước đó thì chị có hay la rầy hay là đánh bé không? Không, từ đó giờ chị chưa quánh con chị. Nó em... giỏi lắm. Từ sáng thì chị sáng còn cầm cái đục đi đục bê tông kiếm tiền về nuôi anh. Chị bé... đau lắm mà cũng gắng chịu. Con gái mà đi đục, thằng ông mới đi đục, còn con gái mà đi đục mẹ đau lòng lắm. Bé đi làm về tiền có đưa hết cho đưa chị không? Đưa chị hết trơn á, con không bao giờ lấy 1 ngàn. Chị mẹ ơi, em cho con xin 10 ngàn, 20 ngàn. Chứ bao giờ dám làm ngàn chuyện gì hết trơn. Rồi
rồi, bé gái, nếu như em có xem được video này thì em cũng biết được cái tình cảm của gia đình mình, cũng như đặc biệt người mẹ mình thương mình đến cỡ nào. Mẹ thì nói chung rất cần tiền, nhưng mà không bằng 1% nào của người con của mình. Cho dù em đi kiếm được hàng tỷ dài cũng không bằng người con trước mặt mình. Không biết em kiếm được bao nhiêu tiền mà em lại đi rời bỏ cha mẹ mình đi như vậy. Hiện tại bây giờ rất là nhiều cái trường hợp lừa đảo dụ bén qua Campuchia và các động karaoke, massage, kích dục. Em hãy tỉnh táo, không có công việc nào mà việc nhẹ lương cao hay công việc nào sung sướng để cho sẵn mình làm. Nếu có thì dòng họ nó ăn hết rồi ha. Em nếu xem được thì hay nhanh chóng quay về ngay lập tức, nếu không đến lúc em bị các bọn đối tượng lừa đảo đưa mình vào các động cũng như là bán qua Campuchia rồi, lúc đó mình không còn cơ hội để về với mẹ cũng như là anh và em trai của mình nữa đâu. Em hãy nhanh chóng quay về nếu như còn thương mẹ, thương anh và thương em ha. Dạ rồi, một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng mạnh tay chia sẻ giúp em video này, cũng như ai thấy được em gái trong hình này ở đâu xin liên hệ giúp cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, số điện thoại là 0913785858. Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Hải xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ, chị cho em hỏi toàn bộ câu chuyện của mình nãy giờ chia sẻ có hoàn toàn đúng với sự thật hay không? Dạ đúng. Nếu như có gì sai trái? Không, hoàn toàn chỉ trích chị. Ừ. Dạ, hãy lên đây chị nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải quay phim ghi hình. Anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Hải sẽ đăng lên tất cả trang mạng xã hội. Dạ, nhằm mục đích để chờ nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng chia sẻ tìm giúp con mình sớm nhất có thể. Chị có đồng ý không? Dạ đồng ý, con cảm ơn nhiều. Cảm ơn tất cả đội hiệp sĩ, cảm ơn tất cả cộng đồng mạng. Dương ơi, con về với mẹ đi. Nếu không có con là mẹ chết, mẹ sống không nổi đâu con ơi. Con có gì con về đi, mẹ tha thứ cho con hết. Dạ rồi, một lần nữa em khai mặt anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Hải không biết nói gì hơn ngoài câu chúc chị nhiều sức khỏe, cũng như là sẽ sớm nhất có thể sẽ tìm giúp con gái mình quay về ha. Bây giờ thì chị hãy bình tĩnh về lo cho hai đứa con và đi làm việc bình thường. Vụ việc này đội hiệp sĩ Nguyễn Hải đã ghi nhận và sẽ tìm sớm nhất cho chị có thể con mình quay về nhanh nhất ha. Nên chị yên tâm ha. Dạ rồi, một lần nữa em xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác cũng như là cộng đồng mạng đã cùng đồng hành quan tâm theo dõi đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải trong thời gian qua. Dạ, em xin cảm ơn rất là nhiều.